SCTV6, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Vậy bổn công thay ngươi dạy bảo của ta, bảo đảm sẽ trả cho ngươi đứa cháu nghe lời, thông minh và vô cùng thú tình đặc lý. Nô tỳ đâu dám làm phiền đại nhân, nô tỳ tự làm là được. Nè, không phiền không phiền đâu. Quyết định vậy đi, người đâu? Đưa Trình Thượng Cung bọn họ về nghỉ ngơi đi. Trình Thượng Cung, xin mời. Tiểu Tạp Ngư. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, cô ta, cầu yên chức cô ta. Bệ hạ, tham kiến bệ hạ. Ngươi tới làm gì? Thần có một tin tốt và một tin xấu. Bệ hạ muốn nghe cái nào trước? Tin tốt đi. Mau vào đây. Lại được người nữa chứ. Không sao rồi, có Trầm ở đây tất cả sẽ qua thôi. Có Trầm đây rồi. Vậy còn tin xấu? Bệ hạ còn chưa đoán ra sao? Là Ngư Nhi cứu quấy ra sao? Người chấp kiếm trung thành của bệ hạ đã hy sinh bản thân đổi lấy Di Sa quận chúa. Bệ hạ cảm động không? Ngươi có biết không, ngay vào lần đầu tiên bổn công gặp ngươi thì đã cảm thấy ngươi rất thú vị. Nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác phá hoại chuyện tốt của bổn công, bổn công lại không giết ngươi. Có biết tại sao không? Là vì hai chữ trung thành đó. Ở Đại Hương bây giờ quả thật là hiếm có. Nhưng trong lòng bổn công vẫn hiểu rất rõ, sự trung thành của ngươi là dành cho Tề Diễm. Đối với bổn công mà nói, sự trung thành của ngươi chỉ là cục đá cản đường. Nếu như ngài đã biết thì ban cho ta cái chết đi. Bé con à, chết
là chuyện dễ dàng nhất trên đời này. Bổn công ban cái chết cho ngươi là ban ơn cho ngươi rồi. Này bé con, nói bổn công nghe xem, giữa ngươi và Trình Hề rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trình Hề, nếu thật sự muốn nương vào bổn công thì đã nương vào từ lâu rồi. Tại sao cứ phải lựa chọn ban đưng Tề Diễm vào ngay lúc này, mà Tề Diễm lại còn không truy cứu? Ngươi, Trình Hề, Tề Diễm, ba người các ngươi rốt cuộc đang âm mưu điều gì? Mau nói cho bổn công nghe xem. Giả chết đúng không? Hữu sĩ. Có nô tài. Hầu hạ cô ta cho thật đàng hoàng. Dạ. Bệ hạ, bệ hạ, người phải cẩn thận đó, bởi vì người còn đang bị thương. Đã bố trí cẩn thận chưa? Rồi. Chuyện này không thể có chút sai sót nào, nên bên Thạch Quyên và Diên Tĩnh, ngươi phải đích thân đi. Được. Thế cục đã bày ra, là thành hay bại chỉ trông vào lần này thôi. Mấy năm nay ngươi là người có thiên phú học võ công cao nhất mà bổn công từng thấy. Đáng tiếc, đợi hữu sĩ dùng toái cốt hình xong thì võ công của ngươi sẽ bị phế. Lùi xuống đi. Dạ. Đau lòng à? Không dám. Người nhi không biết tốt xấu, nhiều lần chống đối đại nhân, chịu chút trừng phạt là phải thôi. Chẳng qua chúng tôi quả thật chưa từng giấu đại nhân chuyện gì. Xin đại nhân minh xét. Có phải thật lòng hay không, hỏi một chút là biết ngay. Xem ra tới bây giờ đại nhân vẫn không tin nô tỳ. Nếu như vậy, để tránh đại nhân phiền lòng, mong đại nhân nể tình thần đã đưa Lưu Di Sa và An Dương Điện Hạ trở về mà tha mạng cho nô tỳ. Nô tỳ sẽ tự rời đi, cả đời này sẽ không quay về Hàng An nữa. Không 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 không. Người ưu tú như vậy, sao bổn công nỡ lòng nào thả người đi chứ. Đứng dậy đi. Đại nhân, đại nhân, bệ hạ tới rồi. Nếu như ngươi thật sự hy vọng bổn công tin ngươi thì chỉ có một cách thôi, đó chính là giết dao gai của ngươi trước mặt Tề Diễm. Chỉ có như vậy, bổn công mới tin ngươi tới để dựa dẫm bổn công, chứ không phải giúp Tề Diễm diễn một mặt kia. Bệ hạ giá đâu? Bệ hạ nửa đêm tới thăm. Sao vậy? Không ở trong cung dưỡng thương cho tốt sao? Các ngươi đứng ngoài chờ đi. Dạ.
Còn lê mê cái gì nữa? Không phải ngươi muốn bổn công tin tưởng ngươi sao? Cơ hội bổn công đã cho ngươi rồi đó. Thượng cung không được làm như vậy. Không được. Nó không chết, chẳng lẽ ta chết? Bệ hạ. Trẫm tới rồi. Không sao đâu. Nàng khoan đừng nói gì hết. Không phải bệ hạ muốn binh của ta chứ? Chấp kiếm nhân đã mắc lỗi gì mà khiến nghĩa phụ phải ra tay nặng như vậy? Nửa đêm nửa hôm xông vào phủ đệ giống như thích khách, cho nên phải thẩm tra, đúng không Trình Thượng Cung? Đúng vậy. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Sở quốc công chẳng qua chỉ là chấp pháp mà thôi. Vậy sao? Nhưng chấp kiếm phụng mệnh của trẫm tới để xử lý phản tặc. Kẻ phản tặc mà bệ hạ nói đó là chỉ nô tỳ sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên bản thân đâm trẫm một nhát sao? Khi đó nô tỳ đang dạy dỗ ngươi nhi, không ngờ bệ hạ lại xông ra. Nô tỳ cũng đã xin từ chức rời khỏi cung suy nghĩ. Nhưng trẫm không đồng ý. Chuyện này cũng đã được sự cho phép của Sở quốc công, cũng đã báo lên lục cục. Không sai, đúng thật là như vậy. Được. Nếu như Sở quốc công đã khiển trách ngươi thì xem như chuyện này cho qua, trẫm không truy cứu nữa. Ngươi đâu? Đưa chấp kiếm nhân về cung. Không được. Ngươi nhi tự tiện xông vào nhà riêng của Sở quốc công, còn giết ba người của Tử Y cục. Mạng người quan trọng, bệ hạ ngươi không thể bao che cho nó được. Ngươi nói thật sao? Lệ Dung, đưa thi thể lên đây. Ngươi ra đó làm gì? Đi mau. Dạ. Bệ hạ, hoàng tử phạm pháp cũng cùng tội với dân. Cho dù Trình Nhược Ngư phụng thánh lệnh tới đây thì bắt một mình ta là được. Tại sao phải lạm sát người vô tội chứ? Không phải. Ngươi đã giết người, ta có nhân chứng, vật chứng. Cô cô, đừng gọi ta là cô cô. Ta từng nói rồi, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Đừng sợ, có trẫm ở đây rồi. Các ngươi nói với bệ hạ là ai đã giết họ đi. Là Trình Nhược Ngư. Bệ hạ, thanh kiếm này được lấy từ trên người của cô ta. Mong bệ hạ hãy coi trọng quốc pháp. Bệ hạ, chuyện này vẫn nên giao cho đại lý tự xử lý theo pháp luật đi. Đại Nhân, ta muốn hỏi người, theo luật Đại Hưng, nếu giết ba người thì phải xử thế nào? Ắt xử tội chết. Trình Nhược Ngư,
đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ bên ngoài. Bây giờ đã tới lúc cô đi nước cờ quan trọng nhất. Ta muốn bản đồ Cừu Phủ, vị trí của cô và cả sự giúp đỡ của cô nữa. Được, vậy cô phải nghe lời ta. Cô nói đi. Ta sẽ phải Nghiêm Tu đi theo cô. Sau khi vào đó, cô thu hút sự chú ý của Trình Hề, Nghiêm Tu sẽ nhân cơ hội cứu Lưu Di Sa ra ngoài. Không thành vấn đề. Nhưng mà cô sẽ phải đối mặt với hai nguy hiểm lớn. Thứ nhất, Trình Hề sẽ ra tay với cô. Thứ hai, cho dù Trình Hề không giết cô, nhưng mọi hành động của cô trong Cừu Phủ đều không thể qua mắt Cừu Tử Lương. Hắn cũng sẽ giết cô. Chỉ cần có thể cứu được quận chúa Di Sa thì sao cũng được. Bây giờ vẫn chưa tới lúc phải lấy mạng đổi mạng. Sau khi cứu Lưu Di Sa ra, ta sẽ lập tức đưa cô ấy đi gặp Tề Diễm, để Tề Diễm đích thân ra mặt tới Cừu Phủ cứu cô. Nhưng mà Cừu Tử Lương sẽ không nghe lời bệ hạ đâu. Vậy nên ta sẽ chuẩn bị cho cô một tấm bùa hộ thân. Nếu như người có tội đang mang thai thì sao chứ? Cô nói cái gì? Ta có thai rồi. Theo luật đại hưng, nữ nhân nếu phạm tội chết, xử tử. Nhưng nếu là nữ nhân đang có thai thì sau khi sinh 100 ngày mới được thi hành án, có đúng không? Cái gì? Người có thai? Đúng. Cô không tin sao? Không thể nào. Sao lại như vậy được? Đứa bé là của ai? Của bệ hạ. Khoan nói tới chuyện tự dựng ta có con đi. Chỉ riêng việc mang thai cốt dù có bệ hạ thôi thì Cừu Tử Lương đã không tha cho ta rồi. Rốt cuộc cô có muốn cứu bệ hạ nữa không? Muốn giải quyết chuyện Lập An Dương làm hoàng thái đệ không đây? Đương nhiên là ta muốn rồi. Đại nhân, không phải ngài muốn hỏi ta tại sao lại trở mặt với cô sao? Nói. Vừa rồi ta không chịu nói là vì ta vẫn còn nghĩ tới ơn của bà ta. Nhưng mà không ngờ bà ta lại đuổi cùng giết tận, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Vì bảo vệ đứa nhỏ trong bụng của ta thì phải tự bảo vệ mình. Ta từng phụng lệnh cô tiếp cận bệ hạ. Bà ta đã hứa với ta, sau khi ta hạ sinh đứa bé sẽ giúp con ta lên ngôi đăng cơ xưng đế. Nhưng không ngờ bà ta đột nhiên trở mặt. Bà ta đưa An Dương và Lưu Di Sa tới chỗ của đại nhân. 16 tháng sau là ngày An Dương được phong làm hoàng thái đệ. Ta vừa tức vừa buồn bực, chạy tới đây chất vấn bà ta, cho nên mới suýt chút nữa là ra tay. Nói năng sằng bậy. Đại nhân, ngài đừng tin cô ta. Nói tiếp đi. Thật không ngờ ta bị bà ta lừa. Bà ta lợi dụng ta, khiến bệ hạ và ngài trở mặt, lại dẫn theo Tử Y Cục giả vờ nương tựa ngài. Ngài biết mục đích thật sự của bà ta là gì không? Bà ta muốn tự mình xưng đế. Đại nhân, ngài vẫn chưa biết đâu, Lưu Di Sa vẫn chưa chết. Vậy sao? Cô đã kêu Tử Quyển giả mạo Lưu Di Sa. Sau khi giết chết Dương Lâm thì dẫn quận chúa Lưu Di Sa thật bỏ trốn. Cô ta nói bậy đó. Đại nhân, cô ta nói lung tung, đó không phải là sự thật. Cô ta có nói dối hay không, bổn công tự có cách phân biệt. Rồi sao nữa? Bà ta muốn xưng đế thì đương nhiên là cần binh quyền rồi. Bà ta dẫn Lưu Di Sa đi sẽ nhận được 8 vạn tinh binh của Ngô Trấn, rồi đội ứng ngoại hợp với Tử Y Cục. Nhưng lúc sắc phong hoàng thái đệ thì
sẽ giết chết ngài, đem bệ hạ và cả An Dương lần lượt giết sạch. Vậy à, Trình Thượng Cung. Đại nhân, ngài thấy việc đó có thể không? Ngô trấn xa xôi, Tử Y cục thì không tới trăm người, tôi có thể làm được như vậy sao? Vậy thì xin đại nhân hãy điều tra rõ ràng ba việc. Thứ nhất, lý do An Dương đột nhiên bị bệnh là gì? Thứ hai, quân đội Ngô trấn có phải đang trên đường không? Thứ ba, dưới bậc thang đá ở Đan Phượng Môn là nơi tổ chức lễ sắc phong, có chôn cơ quan thật hay không? Người đâu? Có. Lập tức điều tra. Rõ. Thơ trẻ bỏ nhà đi tòng quân, giáp vàng bảo kiếm lập quân công, không quản đông giá như cắt thịt, chỉ thấy biên thùy nổi can qua. Dạ dạ, nhìn kìa, trời đã sáng rồi. Đây đều là âm mưu của ngươi. Tối qua ngươi tới đây làm tất cả mọi thứ thật ra đều là vì thời khắc này sao? Không, ta nói rồi, ta chỉ là vì bảo vệ bản thân thôi. Bẩm bệ hạ, bẩm công công, bệnh của An Dương đang điều tra, tình hình Ngô trấn cũng đang đợi thư, nhưng mà chúng nô tài phát hiện có cơ quan sắp hoàn thành dưới Đan Phượng Môn, bên trong có thuốc nổ. Lương Trình Hề, ngươi còn gì để nói không? Đại nhân, tôi chỉ nói một câu thôi. Nói. Trình Nhược Ngư căn bản không hề có thai, cô ta nói dối. Vậy được, khám. Lưu xuống. Dạ. Hồ đồ quá. Thật không sao. Thật mà. Bệ hạ, thái y chưa tới sao? Khởi bẩm bệ hạ, đã cho đi mời rồi. Tiên thế gọi Trình Hoài tới đây luôn đi. Còn nữa, mang cả cuốn ghi chép hàng ngày tới. Dạ. Bệ hạ, người gọi ba bá tới làm gì? Cũng phải cho đứa con của trẫm một lý do xuất hiện hợp lý chứ. Ngư Nhi.
nàng giúp trẫm như vậy, trẫm sẽ không phụ nàng. Không phải, thần chỉ là... Có điều, nàng có thực sự chắc chắn vượt qua được ai kiểm tra này không? Xuất phát được rồi. Cựu Tử Lương tìm những ai? Như cô đoán, đại nhân gọi ba người tới. Thái y, Thẩm lão và cả bà đỡ vô cùng nổi tiếng ở ngoài cung, gọi là Thôi Nương. Được, bây giờ ta đi đây. Chuyện ở bên ngoài giao hết cho ngươi. Được. Ta giữ chân Cựu Tử Lương ở phủ trong 6 canh giờ. Trong 6 canh giờ này, ngươi cần phải giải quyết xong Viên Tĩnh và Thạch Nguyên. Ngươi làm được chứ? Tiên chức sẽ không phụ sự ủy thác. Sở Quốc Công. Có mang theo sổ ghi chép của bệ hạ không? Bệ hạ, dạ. Thị tẩm. Mùng 7 tháng 5, năm Tân Dậu, tỳ nữ Trình Nhật Ngư thị tẩm ở Triều Hoa Cung, hầu hạ bệ hạ cả đêm. Hãy tự xem đi. Năm Tân Dậu, mùng 7 tháng 5, tỳ nữ Trình Nhật Ngư thị tẩm ở cung Triều Hoa Cung, hầu hạ bệ hạ suốt đêm không về. Không thể nào đại nhân, không thể nào đâu, đây là giả đó. Đại nhân, ghi chép hằng ngày sao có thể làm giả chứ? Cung nữ thái giám trực đêm hôm đó có thể làm chứng. Vậy tức là Trình Nhược Ngư thân là chấp kiếm nhân, tắc trách dâm loạn cung đình. Đại nhân, khoảng thời gian đó, bệ hạ đã giải trừ chức vụ cho Trình Nhược Ngư rồi, không còn tại vị, không tính tắc trách được. Ca ca, Trình Nhược Ngư đã cho huynh lợi ích gì chứ? Huynh lại cùng nó đối phó với ta. Nhìn mũi đi, mũi đã làm gì vậy? Lão nô đang chết. Thank you.
Tôi bấm bệ hạ, Sở Quốc Công, Trình cô nương quả thực đã mang thai hơn 2 tháng. Sao có thể như vậy chứ? Đại nhân, đám thái y này nhất định đã bị Trình Nhật Ngư mua chuộc rồi. Thượng cung à, lời này không thể nói bậy được. Trình thượng cung, cha ta sẽ không nghe lời từ một tía đâu. Vào đây đi. Tham kiến bệ hạ đại nhân. Đây là bà đỡ có tiếng ở thành Hằng An. Thôi nương, mà vị này ngươi cũng có quen biết. Thẩm lão, nếu ông đã tới đây, vậy ta yên tâm rồi. Phiền ông xem thử nha đầu trong phòng này có phải là có hỷ thật không. Thẩm lão, thẩm thái y. Hình phạt đập vỡ xương. Cô nương, dùng thuốc đi. Nước. Nè, cô nương, uống nước đi. Cừu Tử Lương sẽ tìm thấy y tới bắt mạch cho tôi. Trong đó sẽ có thẩm lão. Người đó đã theo hắn 14 năm. Hắn rất tín nhiệm người đó. Có thể mua chuộc thẩm lão đó hay không? Không thể. Nhưng có một điều rất may mắn là cô biết võ công. Người tập võ có thể khống chế cơ thể của mình một cách phi phàm. Lát nữa Nghiêm Tu sẽ nói với cô mạch tượng rối loạn kiểu thế nào thì mới giống như hiển mạch. Vậy cũng được sao? Có được hay không thì phải xem tư chất của cô rồi. Xem ra cốt nhục của bệ hạ e là không thể giữ được nữa. Chưởng kỳ nhân, thần lỡ lời, mong bệ hạ thứ tội. Nhìn lão thái y này là một người tốt, nhưng đáng tiếc bẩm bệ hạ đại nhân, cô nương trong phòng đó mạch tượng rất trơn tru, tròn trịa như hạt châu, đúng là mạch hỷ. Thẩm lão, sao tới ngươi mà cũng
Lẽ nào ngươi như vậy tề diễm thật sự? Nếu bọn họ tới được bước này thật thì cũng không tệ. Nhưng sao cứ phải là lúc này chứ? Có điều loại mạch tượng này đáng ra phải mang thai được 4 tháng trở lên thì mới xuất hiện. Mùng 7 tháng 5, ngày tháng không đúng lắm. Cách hiện giờ chưa tới 3 tháng mà. Thẩm lão thái y, ngươi đã bắt mạch kỹ chưa? Việc này là việc lớn đó. Vị cô nương đó hiện giờ bị thương rất nặng, cũng rất có khả năng mạch tượng bị hỗn loạn. Để chắc chắn hơn, tốt nhất nên kiểm tra bên trong. Vậy mời thôi nương. Chư vị đại nhân, xin hãy dặn dò. Ngươi đi đi, kiểm tra không tốt thì ngươi cũng hiểu mà. Dạ. Quản gia sẽ tìm một bà đỡ ở bên ngoài cung để kiểm tra cơ thể cho cô. Vậy phải làm sao? Yên tâm, cho dù là tìm người nào thì người cuối cùng tới cũng sẽ là người do chúng ta sắp xếp. Vậy thì ta có thể yên tâm rồi. Trưởng kỳ nhân, mời cha. Để đó đi. Con gái xin phép đi thay y phục. Tiểu Ngọc, chuyện mà đại nhân dặn dò ngươi sắp xếp sao rồi? Chưởng kỳ nhân giờ vẫn chưa thay được. Cái gì? Người chúng ta sắp đặt muốn dặn bà ta trên đường để tráo người nhưng lại chậm một bước. Vậy người bên trong bây giờ là? Là bà đỡ thật sự. Sao? Làm phiền đại nương. Không sao, cô nương. Vậy lão nô xin đắc tội, ta bắt đầu kiểm tra đây. Được. Người cười cái gì? Thượng cung đừng căng thẳng như vậy chứ. Cứ yên tâm đi. Bà đỡ mà bọn ta tìm rất đáng tin mà. Đại nhân, nô tỳ có thể nào vào đó xem không? Không được. Ngư nhi bị thương nặng, sức của bà đỡ lại trói gà không chặt. Lúc này mà trình thượng cung vào đó, nếu ra tay, nô tỳ tuyệt đối sẽ không làm gì hết. Đại nhân, trẫm không cho phép ngươi. Thưa cha, cho con gái vào trong xem thử. Bệ hạ có thể yên tâm, thần không biết võ công, không thể ra tay được. Thượng cung cũng có thể yên tâm, ta sẽ không giúp Trình Nhược Ngư đâu. Vậy thì chưa chắc đâu. Sao vậy? Không tin được người của bổn công sao? Nô tỳ không dám. Yên chức, vào xem thử đi. Dạ.
Đại nương, bà vất vả rồi, uống ly trà đi. Không cần không cần, đa tạ cô nương. Cô đừng căng thẳng. Ta không căng thẳng. Như vậy có thể sờ ra không? Không sờ được. Sao bà biết là có hay không? Nô tỳ sờ đáy tử cung, bình thường đều là trong lúc này sẽ cảm nhận được sự dồn nén. Không phải là cuộc đói có cách giải quyết sao? Cách 2-3 lóng tay theo chiều ngang sẽ sờ được. Bây giờ phải làm sao? Ôi xin lỗi, tôi đáng chết, tôi đáng chết. Sao lại chậm như vậy? Bệ hạ, hay là lão nô? Dạ. Vẫn chưa khám xong sao? Xong rồi. Sao hả? Tôi đi báo đại nhân. Tiêu rồi. Khởi bẩm bệ hạ, đại nhân, lão nô sờ được trong tử cung của cô nương này có một hộp nhỏ như hộp lông nhãn. Dựa theo suy đoán, có lẽ là đã mang thai được 2 tháng rưỡi. Chẳng lẽ là thật? Chuyện này là sao? Người này là ai? Tại sao lại nói dối? Người đâu? Đem cổng sinh tử tới. Bổn cung cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Trình Nhược Ngư rốt cuộc là có thai hay không? Nếu như có thì tới cửa tử, nếu như không có thì tới cửa sinh. Bình A Tu gần xong rồi, còn phải kéo dài thêm 3 canh giờ nữa. Phủ Sở Quốc Công. Mau, mau, ta có chuyện gấp muốn nói với đại nhân. Hôm nay công công từ chối gặp khách. Không được, xảy ra chuyện lớn, ta nhất định phải gặp công công. Không được là không được. Không có, không có. Đại nhân, ngài nói sao thì là vậy. Đại nhân tha mạng, 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 đại nhân tha mạng. Thẩm lão, đại nhân, ngươi đi theo bổn cung nhiều năm như vậy, bổn cung vẫn luôn vô cùng tín nhiệm ngươi. Thẩm mổ nửa cuộc đời này đều nhờ đại nhân chiếu cố. Một bước lên cao, người ta nói ta có y thuật nhưng vô y đức. Hổ thẹn,
với Đổng Phụng Tiên Quân. Mà nay đã quá 70 tuổi rồi, cái thứ gọi là 70 mới được làm theo lòng mình. Lần này lại muốn đi theo quy củ một lần. Tốt lắm. Xem ra các ngươi đã lựa chọn xong hết rồi phải không? Vậy thì xử lý đi. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Đứng yên. Bệ hạ chưa truyền chỉ, chúng ta không được phép manh động. Đại nhân, đại nhân, không phải nói là không có thai thì có thể sống sao? Đại... Tham sống sợ chết mới là thứ bán đứng người. Ngươi tưởng là bổn công sẽ tin sao? Đem thi thể về thái y viện để đám người mới xem cho kỹ, xem thử tương lai nên ăn nói ra sao. Thẩm thái y, người giỏi lắm, không uổng công ta vẫn luôn tin tưởng người. Nhưng người có biết cái gì mới là làm theo ý mình, không vượt quy củ? Thẩm mộ hiểu rõ. Được, nếu đã hiểu thì tốt. Bổn công niệm tình ngươi theo ta nhiều năm, ban cho ngươi toàn thây, không giáng họa cho người nhà ngươi. Nếu đã chứng minh được chấp kiếm nhân đã có thai, vậy thì xử theo pháp luật. Người đâu? Bệ hạ, đại nhân. Đi nấu một chén canh an thần. Dạ. Sở quốc công, vậy là ý gì? Thân là tội nhân, sao có thể xứng với bệ hạ, xứng mang long thai? Phủ sở quốc công làm ảnh hưởng tới quân cơ, nếu như công công trách tội thì các ngươi có gánh nổi không? Ngươi đừng nhiều lời, nếu còn là bậy thì giết không tha.
Bệ hạ, đại nhân, canh đã nấu xong rồi. Khoan đã. Được hay không phải nghe theo lời của trẫm. Dương Tử phạm pháp đồng tội như thứ dân, chẳng lẽ bệ hạ muốn bao che cho nữ nhân này sao? Trẫm là vì long nhi của mình. Còn chưa tới 2 canh giờ nữa. Tôi đi. Cừu Yên chức. Cho dù Lý Đắc Quân và Hàn Đỉnh có quay về bên cạnh bệ hạ, cho dù bên ngoài đều là Kim Ngô Quân, nhưng con đừng quên, người gần con nhất là ta, là con đã ban cho ta quyền làm tổn thương con. Được. Để trẫm, trẫm đích thân làm. Được. Bệ hạ đúng là nghĩa nặng tình thâm. Cũng chẳng trách chấp kiếm nhân lại trung thành với người như vậy. Giữa người và cô của mình, cổ đã chọn người. Chuyện gì vậy chứ? Thành phụ, bệ hạ. Bệ hạ, ở bên ngoài tất cả kết thúc rồi. Thần qua ải rồi sao? Tốt quá rồi. Còn chỗ nào khó chịu không? Khỏe hơn nhiều rồi. Lão đại phu vừa nãy cho thần uống thuốc, cho nên bây giờ ổn hơn. Nếu như có cơ hội, nhất định phải đa tạ ông ấy. Bị hả? Đâu có gì. Nếu có cơ hội, trẫm nhất định cảm ơn thay nàng. Đây là canh an thần nghĩa phụ ban. Thank you.
uống đi. Thuốc này có gây ảnh hưởng về sau không? Không đâu. Nào, cứ coi như là tiêu dao ngoài vật đan đi. Uống vào sẽ không sao nữa. Đừng lo quá. Sau này không được mạo hiểm nữa. Thần không mạo hiểm, y trước đã nói rồi, chắc chắn là được 9 phần. Vậy cũng không được. Ngươi, trẫm từng vì hoàng vị mà bỏ hết tất cả, nhưng bây giờ nàng và hoàng vị quan trọng như nhau. Thạch Quyên đâu? Đúng như trưởng kỳ nhân đã đoán, chạy rồi. Tốt lắm. Sau khi xong việc, vị trí đại tướng quân sẽ là của người. Ta chỉ cần con trai của ta thôi. Ngày phong tướng chính là ngày trả lại lệnh lang cho người. Trinh Hê, ngươi còn gì để nói không? Đúng là màn kịch hay. Cẩn mật như vậy, vẹn toàn như vậy, khiến người ta trở tay không kịp. Ý ngươi là bổn công nghi quan cho ngươi sao? Đại nhân, ngài đa nghi như vậy, sao không nghi ngờ người ngay bên cạnh ngài đấy? Trình Thượng Cung, định kéo người khác xuống cùng hay sao? Ta đắc tội với bà từ khi nào? Khi ngươi và Trình Nhược Ngư bắt tay nhau hãm hại ta. Chứng cứ đâu? Ta không có chứng cứ, nhưng ta biết là ngươi. Chỉ dựa vào Tề Diễm và Trình Nhược Ngư thì không thể mua chuộc được Thẩm lão. Chỉ có ngươi thôi. Ngươi ẩn mình bên người đại nhân mới có thể sắp đặt được tất cả mọi thứ. Thưa cha, con không có gì để nói. Bao đại nhân. Nói. Linh giác truyền tin đội quân Ngô Trấn đã hành động. Lui trước đi. Dạ. Trinh Hê, ngươi còn xảo biện à? Xem ra ba chuyện mà cháu gái bà cáo buộc bà, cơ quan ở Đan Phượng Lâu, quân đội ở Ngô Trấn đều đã xác nhận cả rồi. Vậy thì bệnh của An Dương cũng là bà làm thôi.
Trinh Nhi, cứ kệ con, giết ả đi. Không được. Nô tỳ một lòng trung thành, không thể để tiện nhân này du khống. Để bảo vệ mình, chỉ đành ra hạ sách này. Ngươi thả con bé ra, tạm thời ta còn tin tưởng ngươi. Đại nhân, sợ là không được rồi. Cha. Trinh Hê. Cha, ngươi cứ kệ con. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi thả con bé ra. Có gì từ từ nói. Xem ra đại nhân rất thương yêu đứa con gái nuôi này. Tiếc là ngài nhìn lầm rồi. Rồi sẽ có ngày ngài bị con sói đang đội lốt cù này gặm tới xương cũng không còn. Trinh Hê. Trinh Hê, ngươi không chạy thoát được đâu. Thả chưởng kỳ nhân ra, bổn công sẽ giữ cho ngươi toàn thây. Nếu không thử thì làm sao biết. Người đi đi. Cừu Tử Lương, vậy mà ngài cũng có điểm yếu. Để ả đi. Đại nhân. Đại nhân, có chuyện gì? Không hay rồi, Viên Trung thống lãnh một đoàn người tới nhà của Thạch Trung thống mắng chửi. Hai bên đánh nhau, tử thương vô số. Chuyện từ bao giờ? Hai canh giờ trước. Hai canh giờ? Sao không ai báo với ta vậy? Tôi hạ cho nhiều binh sĩ quay về bẩm báo, nhưng đều bị lính gác ngăn lại, nói là đại nhân đang có việc cần xử lý, không gặp bất kỳ ai. Đại nhân à, đại nhân à, không hay rồi. Đại nhân không hay rồi. Viên Trung thống bị trọng thương, bốn phó tướng thần tài quân khác chết hết rồi. Thạch Quyên đâu? Không thấy Thạch Trung thống đâu. Giang Trung thống kêu thuộc hạ tới mời đại nhân. Bệ hạ tới. Chuẩn bị xe. Dạ. Đại nhân, sao lại không thấy chữ kỳ nhân? Đại nhân, Giang Trung thống nói có chuyện cấp bách, mời ngài mau chóng qua đó. Khởi bẩm bệ hạ, quân doanh thần tài quân nội loạn, xin bệ hạ hạ chỉ dẹp loạn. Hồi cung. Đại nhân, lâu rồi không gặp. Cửu công công, nhờ phúc của ngài mọi thứ vẫn ổn. Đi. Hoài Trí, có lão nô truyền quan dương vào cung gấp. Dạ. Lý đại nhân, có thần vào cung với trẫm. Dạ. Thoái cốt chi hình, mong là hoàng thúc có cách. Không sao đâu bệ hạ, thần vẫn chịu được mà. Lý đại nhân, tình hình ngoài kia sao rồi? Quả nhiên thần tài quân đại loạn, tâm phúc của Cừu Tử Lương đã chết hết rồi. Chỉ còn mình Giang Định. Thần làm theo chỉ thị của bệ hạ, điều tới Triệu Nghi quân khống chế quân doanh. Tướng lĩnh mới sẽ lập tức nhậm chức. Binh quyền của thần tài quân đã nằm trong tay của chúng ta.
Quả nhiên đúng như lời của Yên Chức nói. Bệ hạ, người đã sớm biết kế hoạch của thần và Yên Chức rồi sao? Nếu không thì sao có thể phối hợp với hai người diễn màn kịch này chứ? Cô có cách khiến thần tại quân đội bạn hay sao? Đúng, nhưng cần có cô giúp sức giữ chân Cựu Tử Lương, để ông ta buộc phải ở trong phủ giải quyết rắc rối, không lo được chuyện bên ngoài. Cô định làm sao chứ? Dùng 6 canh giờ đi 6 nước cờ. Nước cờ đầu tiên, Thạch Quyên mở tiệc mời các tướng lĩnh thần tài quân mừng được thăng tiến. Chúc Thạch đại nhân một bước lên trời, đường làm quan thuận lợi. Nào, hay lắm, mời. Nói hay lắm, vui thật, thật là vui, vui thật. À, mời. Mời. Nước cờ thứ hai, thống lĩnh thần tài quân Diên Tĩnh và Thạch Quyên bất hòa, chắc chắn sẽ không tham gia tiệc. Nhưng cơ hội đó châm ngòi mâu thuẫn giữa họ. À, kết cục của việc không tới dự tiệc. Nước cờ thứ ba, Diên Tĩnh dẫn binh tới gây chuyện trước nhà Thạch Quyên. Nước cờ thứ tư, Diên Tĩnh và Thạch Quyên tàn sát lẫn nhau. Giết cho ta. Vị đại nhân, các huynh đệ lên. Nước cờ thứ năm, Thạch Nguyên phát hiện tướng lĩnh Tần Giữa bị giết. Nước cờ thứ sáu, Thạch Nguyên tỉnh táo lại, phát hiện đã giết nhầm Diên Tĩnh. Giả lại, một số thủ hạ đắc lực cũng đã chết. Với tính cách tham sống sợ chết của hắn, ắt hẳn sẽ chạy trốn. Cho dù hắn không trốn, ta cũng sẽ phái người ép hắn chạy trốn. Như vậy thì thần tài quân bị tan rã một cách triệt để. Nước cờ hay nhưng cũng hết sức nguy hiểm, một bước không cẩn thận cả bàn cờ sẽ thua. Đúng vậy, thế cục cờ biến quá khó lường, giống như cô. Còn cả Thôi Nương nữa, không biết là sau khi Yên Chức bị cô bắt đi, liệu có nguy hiểm gì không nữa. Chỉ sợ điều này cũng nằm trong dự liệu của Cựu Yên Chức. Bệ hạ, ý người nói Yên Chức cố ý bị cô bắt đi sao? Dưỡng Kỳ Nhân bị bắt, tướng Kỳ Doanh chắc chắn sẽ rất là hỗn loạn. Xem ra như vậy, trẫm có thể thuận lợi lấy lại binh quyền của thần tài quân. Giả lại, nhiều nhất cần 10 ngày. 10 ngày? Còn sau 10 ngày thì sao? Trẫm lệnh cho Hàn Định đích thân tiễn Di Sa về Ngô Trấn. Sau 10 ngày, loạn trong giặc ngoài đều không tồn tại. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Giờ chúc mừng vẫn còn quá sớm. Cừu Tử Lương ắt hẳn sẽ không cam tâm, nhất định phản kích. Thần sẽ để mắt tới hắn. Dừng xe.
Đây chính là chỗ ở nằm đó của Hữu tướng sao? Ngươi và Trình Nhược Ngư không phải đã cấu kết với nhau sao? Con bé không nói với ngươi à? Cô ấy có nói rồi, nhưng lời nói từ miệng của bà nói ra thì ta không tin. Ngươi thật là đa nghi giống y Cừu Tử Lương. Bà và Hữu tướng thật sự là tỷ đệ sao? Bà cũng nói bà là nửa đời sau của Tề Hổ. Vậy danh tính thật của bà là gì? Sắp chết tới nơi rồi thì đừng hỏi quá nhiều. Ta sẽ không chết đâu. Ta hữu dụng đối với bà như vậy, sao bà nỡ để ta chết được chứ? Vậy nên người cố ý để ta bắt đi? Đương nhiên. Bằng không thì bà đã chết từ lâu rồi. Rốt cuộc người muốn cái gì? Cũng giống như bà vậy. Ta là hậu nhân Tề thị, vốn là con rồng cháu phượng. Ngươi là cái thá gì chứ? Nữ đế không mang họ Tề, không phải vẫn có được Giang Sơn Đại Hưng sao? Ngươi chính vì điều này mới hết lần này tới lần khác bảo vệ Tề Diễm. Đúng. Quang Dương quá yếu, An Dương quá cổ hủ, các hoàng tử khác quá sống. Nhìn đi nhìn lại, vẫn là Tề Diễm phù hợp làm phu quân của ta hơn. Nhưng hắn thích Trình Nhược Ngư. Không sai. Vậy nên ta và Trình Nhược Ngư đã làm giao dịch với nhau. Ta bảo vệ Tề Diễm, cô ấy nói Tề Diễm phong ta làm hoàng hậu. Lời ngươi nói ra ta không tin dù chỉ một chữ. Không tin thì thôi. Ngươi thực sự cho là ta sẽ không giết ngươi sao? Chuyện tới nước này rồi, ta chính là bùa bảo vệ của bà. Nếu không có ta, bà tuyệt đối không thoát được thiên la địa võng của Cừu Tử Lương. Thực ra ta vẫn luôn tìm bà. Người thứ ba. Người thứ ba? Từ trước tới nay, người đứng sau Tề Diễm và Cừu Tử Lương gây chia rẽ, ly gián, kích động hàng nhạc, âm mưu tạo phản, không phải chính là bà sao? Tôi đoán không sai chứ? Đúng vậy, là ta. Vậy thì thế cờ đã định, bà còn có thể cải tử hoàn sinh sao? Nhưng ta không chỉ có một mình. Đại nhân, Thạch Quyên cứ trốn đi như vậy sao? Dạ. Tại sao ngươi không trốn? Đại nhân, thuộc hạ thứ nhất không thể ngăn cản Viên đại nhân và Thạch Quyên đánh nhau, thứ hai không đủ cảnh giác dẫn tới đồng lưu chết thảm, thứ ba vào lúc Thạch Quyên chạy trốn không thể ngăn cản hắn. Ba tội lớn như vậy, sao thuộc hạ lại dám chạy trốn? Thuộc hạ ở lại đây đợi đại nhân xử lý. Người so với tên Thạch Quyên đó còn thông minh hơn nhiều. Đứng dậy đi. Đa tạ đại nhân. Đại nhân, Lý Đắc Quân dẫn quân Triệu Nghi khống chế quân doanh, chúng ta phải làm gì đây? Trình Hề, Long Chủng, Viên Tĩnh, Thạch Quyên, một kế liên hoàn rất hay. Tề Diễm, Lý Đắc Quân, Trình Hề, Trình Nhược Ngư. Đại nhân, ngài sao vậy?
không sao. Gần đây ta thường xuyên luyện công, có sự tiến triển. Chúc mừng đại nhân, võ công tăng lên từng cao mới. Bọn chúng cho là lấy binh quyền của bổn công liền có thể bình chân như vậy sao? Tề Diễm mà, người quá xem thường bổn công rồi. Thiếu tướng đại nhân, cuối cùng ngài cũng tới. Thập Tam, để tới đây làm gì? Cái gì? Để kêu ta thả ả ra? Người này hại ta làm hỏng đại sự, để không giúp ta mà còn muốn cứu ả. Để kêu ta đi làm sao đi? Giống Hàn Nhạc năm đó sao? Trốn ở quan ngoại 8 năm trời, đợi thời cơ chín muồi trở về sao? Ta không đi. Bị Ngương Nhi bán đứng, bị ca ca bán đứng, hiện giờ tới đệ đệ ruột cũng dứt bỏ ta. Ta mất đi quá nhiều, sao có thể chịu buông tay như vậy? Ta vốn còn cho là cô cháu tương tàn đã đủ đặc sắc rồi, thật không ngờ tỷ đệ bất hòa còn đặc sắc hơn rất nhiều chứ. Các ngươi thực sự không phải đã bàn bạc sẵn để diễn cho ta xem đó chứ? Không cùng chí hướng, không thể cùng mưu sự nghiệp. Sau này đệ đừng quản chuyện của ta, ta vẫn chưa tới bước đường cùng. Người này ta cũng sẽ không giao cho đệ. Ngài thực sự không biết võ công? Tại sao ngài lại cứu ta? Ta bố trí hãm hại Trình Hiền, đồng nghĩa gián tiếp hại ngài rơi vào nguy hiểm. Ngài không giận ta sao? Giận. Nhưng muốn để ngươi thắng. Nếu như ta thắng rồi thì sẽ ra sao ngài biết không? Binh quyền của Cựu Tử Lương là hư danh, Tề Diễm ngồi vững vị trí hoàng đế, cho dù như vậy cũng không ảnh hưởng tới ngài sao? Trước giờ từng ham muốn hoàng vị, vậy ngài ẩn nấp trong tướng kỳ doanh là có mục đích gì? Diệt trừ loạn đảng. Đây là trò đùa hài hước nhất mà ta từng nghe. Như Vương Dương.
Thượng tướng đại nhân, ngài thật giỏi trong việc lay động lòng người. Thank you.